Chào mọi người, tôi đang ở hội chợ của Vinhome đặt tại Vinhome Ocean Park 2, kéo dài hàng hơn 3 cây số, và giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ xuân xưa phố mới, khu vực Center Point. Đây là khu vực Center Point. Chúng ta sẽ đi bộ một vòng. Đi cán bộ rồi. Có gì không hay kể tôi biết với. Cả ngày ở nhà chẳng biết đến đâu trai. Hội chợ có rất nhiều các gian hàng từ ẩm thực, đặc sản vùng miền. Rượu luôn. Bố trí dọc các tuyến phố kéo dài từ Center Point ra đến Kinh Đô Ánh Sáng và chạy qua Vincom sang Cây Thao và Venice. Thì chúng ta đang di chuyển ở trên đường khu vực Kinh Đô. Trong Kinh Đô vẻ đẹp hơn nhỉ. Bên này có các gian hàng sách này. Em quay phim xíu nhá. Sách cũ à? Rất nhiều loại sách. Anh chú ơi, đọc cuốn này. Để cho thức tỉnh đi. Tỉnh tâm thức tỉnh. Có siêu ọp luôn. 50%. Đủ các loại sách nhỉ. Tội phạm thao túng tâm lý rồi chuyển động lực, thức tỉnh vũ trụ. Gian hàng đầu tiên mình vào, gian hàng sách. Chuyện tranh này. Mai chắc sẽ đông. Nhà sách Mai Trang. 2-3 năm nữa nó thời gian cũng cảnh hơn thế, còn là con cái nó biết đọc rồi. Mình đọc sách cùng con nó đọc cùng mình nhá. Tí em sách. Quay lại mua sách. Như em ở nhà em hay đọc với con bé đầu, cứ thi thoảng lại phải mua mấy cuốn truyện mới cho nó đọc. Nó thích đọc. Con bé thứ hai bây giờ nó thấy con bé chị suốt ngày vẽ, suốt ngày học ngồi viết các thứ ấy,
Thế cũng mua cho nó mấy cuốn hình, cái cuốn hình ấy nó chưa biết nói, ngồi nó chỉ. Ví dụ hỏi con chó ở đâu là nó sẽ chỉ con chó. Hai thằng anh ấy tranh nhau về, có bài hôm nào về cũng bài tranh nhau. Nó phải nhìn nhau cơ. Ở đây có đầy đủ các gian hàng từ đào này, sách này, đào, quất, mai, trúc. Đây là khu vực đào này. Đây có mã cây này, giá tiền luôn, 2,5 triệu. Như đi siêu thị luôn. Mày chở làm sao? 2,5 triệu, trung bình một gốc đào khu vực này là 2,5 triệu. Cũng khá đẹp. Cái này chắc trực tiếp nhà vườn họ sẽ chuyển ra. Đây, 2,5 triệu. Trải dài theo phố đi bộ Kinh Đô. Có xe bán tải. Ở đây chắc là sẽ đắt hơn. Cái này thì mình không rõ, đi shopping kiểu này thì có phải gọi là nó có giá sẵn này, khu vực này đào 3 triệu. Đó. 3 triệu một gốc. Gốc này đẹp này. Thấy cây này to nhỉ, cây này không biết bao tiền. 3 triệu một cây này bự thế nhỉ. Cây này 3 triệu rất to, to nhất ở đây luôn. Chỗ này mình thấy cây khá đẹp này. Đoạn ngay ở gần trung tâm quảng trường, khoảng 3 triệu một 2 triệu rưỡi này. Cái cây này cũng đẹp. Nhiều nụ. Đi này là thấy không khí Tết rồi mọi người ạ. Cây nào mà nhiều nụ như cây này này, nở ít thì Tết nó sẽ nở nhiều. Anh Chiều ơi, anh ạ. Anh lấy số của anh Hướng rồi đúng không? Gọi cho em xem anh gọi em gì nhỉ? Anh gọi đi. Đang bận này thì bên này có mấy cây quất mini. Em quay tí nhá, em cứ quay tí đã. Em đang đi hỗ trợ tí. Xuân xưa phố xưa luôn.
bên này là quất, nhưng mà quất kiểu quất nhỏ để bàn thôi. Không biết bao tiền một cây hả anh Giai? Cây mini cơ mà, 250 à? 250 nhỉ? À, 250. Bán cao nhiều. Ở đây người ta bán cao thì không bình thường. Mai nó mới đông anh. Thứ mai, cuối thứ 7 chủ nhật nó mới đông. Bạn đằng này nó quảng trường nó không nhiều gian hàng nên nó không nan được xuống đây. À. Quan trọng thế. Đây là để bán. Mình là chính nhà vườn à? Dạ vâng, nhà vườn luôn ạ. Chứ bình thường người ta đi buôn chắc chắn qua 250. Vâng. Cái to này thì em cũng không đấu được giá. Yeah. Đây em không hỏi. Đây là của cậu bọn em. Cái nhỏ thì em biết giá, cái to. Mấy cái cây kia sai kìa, mọi người đến đây mua mấy cái kiểu này về để bán hai này. Nhỏ nhỏ vừa vừa xinh này. Mà sai quả. Này quảng trường. Em cảm ơn nhá. Lạnh quá. Thì các gian hàng sẽ bố trí ở hai bên khu phố đi bộ này. Nó đi qua khu vực cây cảnh, chúng ta sẽ đến quảng trường. Hôm nay là thứ sáu nên là nó chưa đông mấy. Mới khai trương hôm qua. Mai cuối tuần thì khả năng sẽ đông hơn. Đây là quảng trường Kinh Đô này. Thì tuyến phố đi bộ sẽ kéo dài từ khu vực Center Point, đường Đại Dương ra đến quảng trường Kinh Đô và kéo dài đến khu vực Vincom. Mọi người đến đây thì mọi người có thể mua được nhiều thứ lắm. Nó nhiều gian hàng khác nhau, kể cả từ ăn uống đến mua sắm. Rồi không gian vui chơi trẻ em, có cả nhà phao này. Bàn ghế ngồi ngoài trời. Các sạp hàng, đồ ăn, đồ uống, các thứ. Rất rộng. Mọi người có thể thành thời gian đi chơi được. Cho các cháu đi chơi ở đây. Thậm chí là đi mua sắm cũng được. Ở quảng trường này xung quanh sẽ là các tiệm bánh. Như thế này thì là các tiệm bánh Tết cổ truyền, giỏ bánh Tết. Họ có sạp đánh số luôn. 287, 286. Tô tượng. Khách đến trước đi ăn đấy luôn. Nếu mà có chỉ dẫn. Mọi người mai thứ bảy chủ nhật qua đây chơi nhé, ở đây sẽ rất là vui đấy. Ở trên này mình cảm giác có vẻ là sôi động hơn này, có cả sân khấu nhạc nhẽo này, đèn các kiểu. Quảng trường này, khu bàn ghế này là để tô tượng, trẻ con thích tô tượng này đến đây. Có cả các tiệm ngô nướng, khoai nướng nha bạn nhé. Khu vực quảng trường này có thêm cái sân khấu, không biết có sân khấu gì.
chỗ check in thôi mọi người ạ. Chỗ này để check in thôi. Ở bên này trông quầy hàng có vẻ là sôi động hơn này. Từ khu vực quảng trường trung tâm này hất ra Vincom. Đông người hơn mọi người ạ. Ở kia thì chắc là mọi người chưa đi đến đấy. Mọi người có thể để xe ở dọc các cái cung đường. Các chỗ để ô tô điện này cũng để được này. Hoặc là trong các cái dãy đường. Đó. Chúng ta sẽ sang các tuyến phố bên này. Các sạp hàng bán gì này, bán đồ cúng à, song hà, bán vàng mã. Bánh kẹo. Nước mắm, hương thơm. Đặc sản gì anh? Là gì? À, là gì phải nhỉ? Chuối chắc ở bên Lý Nhân. Đặc sản Hà Nam à? Số 256. Kẹo lạc Cham Cham đặc sản Hà Nam. Ăn vặt. Evoca Coffee. Ở đây cảm giác nó sôi động hơn nhỉ? Có cả các cái khu bán trò chơi trẻ em hả? Ngày mai sẽ đông thôi, mai mọi người lại chen chân nhau đi thôi. Mọi người có thể đến đây sắm Tết cũng được vì nó đầy đủ các sạp hàng bán đủ mọi đồ để mọi người có thể lựa chọn. Không thiếu gì cả. Quần áo, giày dép, sách vở, quất táo, vàng mã vân vân. Bánh trái, hoa trái, đầy đủ. Chỗ này là bán tứ đồ Phú Xuyên. Bên này bán đồ ăn. Ocean City. Đây là trang trí tại khu vực hội chợ này. Thank you.
ở đây bán cả đề co chuyên của hàng mây che đan này. Bún nữa. Tiếp tục hành trình, chúng ta đang có tại tâm điểm phồn hoa bậc nhất của phía đông Hà Nội, Ocean City. Đây là khu vực phố đi bộ Kinh Đô, kết nối với Vincom. Các sạp hàng. Sụp. Khu này bán bánh kẹo. Wow. Các cái tiệm bán đúc đồng cao cấp Trường Tâm. Ở đây là rất nhiều gian hàng thương hiệu khác nhau. Đến đây để trưng bày, mọi người có thể đến đây xem mẫu, rồi người ta có thể đánh từ vườn đến cho thẳng mọi người, vụ đào quất các thứ. Phố đi bộ rất là dài, nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người đi mất cả buổi chiều cũng được. Mình đi chơi, vừa đi vừa nghe nhạc, vừa thăm thú, thích mua sắm gì thì mua. Nhiều chỗ rất đẹp. Bán các cái cây cảnh nho nhỏ như kiểu là sen đá này. Còn bên này thì họ sẽ bán vườn cây giống này. Cả số điện thoại liên hệ luôn. Nhìn cây rất hay. Bên này có các cây lan này. Rồi rất xa chúng ta đã đi đến khu vực Vincom rồi mọi người ạ. Chúng ta đã đi được đâu đó
gần một cây số rồi. Các gian hàng chúng ta đã kéo dài gần một cây số rồi. Đây là mình đi, mình quay video để cho mọi người biết cái không gian xung quanh ở đây thôi. Còn nếu mà chúng ta đi chơi đủng đỉnh thì sẽ mất thời gian, nó sẽ lâu hơn. Đó, các cái tiểu cảnh đài phun nước ở giữa này rất đẹp. Nhạc ở đoạn này nghe có vẻ hơi to, họ bật hơi to. Đó, mọi người mà đi nhiều, mọi người mỏi chân ấy, thì mọi người có thể vào trong đây, mọi người ngồi những cái ghế này mình nghỉ ngơi nhá. Nếu mà mưa cũng chạy trong đây trú được mọi người ạ. Ở đây chủ yếu là các cái sạp hoa Tết, có cả viết câu đối, rồi bán các cái đồ lặt vặt, hoa cảnh, cây cảnh. Cổng từ Vincom vào mọi người nhé. Mọi người đến đây chụp hình. Cổng từ Vincom vào đến Kinh Đô. Đoàn họ đến vui chơi chụp hình mọi người ạ. Khả năng ngày mai sẽ rất nhiều đoàn như thế này sẽ ghé qua đây. Còn đây là các khu vườn hoa rất đẹp, để ở trong Nhật An Flower. Wow, ở đây là cực kỳ xịn sò luôn mọi người ơi. Hoa cực đẹp luôn. Những đó là những chậu lan cực kỳ to. Mọi người đi đâu xa ở đây có trưng bày ngay ở đường, ngay chỗ Vincom, ngay công trình Vincom và đầu Kinh Đô là sẽ có cái vườn lan này. Địa chỉ là Nhật An Flower. Hoa rất đẹp. Đây, địa chỉ đây, số điện thoại mọi người nhé. Lan Hồ Điệp, Đà Lạt. Đó. Mình thấy chậu lan đây rất đẹp. Mọi người thường đi ra ngoài đây là sẽ có mã sản phẩm chậu này, số tiền luôn này. Chậu này 10 triệu. 10 triệu 7, 10 triệu 8.
Cho em quay hoa mình một xíu anh nhá. Cho em quay hoa một xíu. Vâng, anh quay thôi. Quay quảng cáo miễn phí nhá. Vâng, cho em đi quảng cáo cũng được. Được rồi, có rồi ạ. Ui, chỗ này đẹp này. Ở đây chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiều các cái loại hoa khác nhau. Nhật An Flower ngay ở chỗ Vincom. Đó. Hoa rất đẹp, rất nhiều loại chậu để mọi người lựa chọn. Và mình đi không gian phố đi bộ, mình thích nhất là đoạn này đây. Anh chị nào mà có nhu cầu mua hoa sắm Tết thì chúng ta có thể lựa chọn những đóa hoa, những chậu hoa cực kỳ đẹp. Lan hồ điệp. Ở đây rẻ nhất là bao nhiêu tiền anh? Giá tốt nhất? Giá trung bình ạ. Vâng, trung bình. Giá trung bình của những cái chậu mini này. 3 triệu là chậu mini. Trung bình. Vâng. Có những chậu dưới và những chậu trên. Vâng. Còn những chậu bự như thế là 10 triệu đúng không? Dạ. Đấy, những cái chậu bự như thế. Chậu bự, chậu dưới thôi. Thế à? Thế những cái chậu nhiều hoa đúng không? Hay là thế nào là em thấy mấy chậu có 10 triệu mà? Đấy là chậu là do cảnh. Do cảnh cho thế. Bán cảnh. À. Đây như chậu này, chậu này 4 triệu 8 hợp lý này. Ôi cái chậu hoa lan hồ điệp trắng là đẹp thế nhỉ. Rất nhiều màu nhá. Màu trắng này, trắng điểm hồng này đẹp này. Màu vàng nhiều nhất. Màu tím này cũng lạ này. Xem chậu màu tím này xem nào. 3 triệu 7 thôi. Đây, khách hàng VIP đang xem bê chậu nào về này. Chậu rẻ nhất trung bình khoảng 3 triệu nhá. Đây xem cái mấy cái chậu nhỏ nhỏ xem nào. 2 triệu 7. Đây như những cái chậu này. Size nhỏ. Thế hoa thì gọi là tạm tạm cũng đẹp. Còn nếu các bạn muốn đẹp nhất thì cứ nhiều tiền hơn, 4 triệu này. Đây là 4 triệu hết này. Đó. Hết rồi, mình đi khu vực này là gian hàng lan ở trong nhà lan hồ điệp Đà Lạt đó. Cực kỳ rộng và đẹp. Sáu triệu. Đấy, chị em nào thích hoa lan thì mọi người đến đây có thể lựa chọn ngay tại Vinhome Ocean Park 2 và có một khu vực mà chuyên bán lan ở trong nhà. Rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiều giá cả phù hợp với mọi người. Cũng nhiều, rất nhiều chậu thế rất đẹp. Đó. Bên này sẽ là khu vực chúng ta sẽ đi sang khu vực bán đào, quất rồi mai. Bên này là mai này. Sạp hàng mai này. Mai thì nguyên nụ đến Tết nở là đẹp nhất rồi. Thì có sạp người ta niêm yết giá ở trên từng chậu một, có sạp thì không có. Như thế này thì mình cũng không đoán được giá là mấy triệu. Nhưng mà hoa này, mai này thì nhiều nụ này thì đến Tết nở là đẹp nhất này. Còn những cái cây mà nó nở nhiều hoa thì, như cây nở nhiều hoa này thì nhìn cũng rất đẹp, nhiều nụ. Họ ủ cái này đến Tết nở là đẹp. Những cây này nhiều nụ màu xanh gì luôn, nổi trội. Anh chịu đoán bao nhiêu một cây?
tầm khoảng 3-5 tuổi. Này đến Tết nở nó đẹp nhỉ. Cháu quay phim một xíu nha. Rẻ nhất ở đây vườn của chú là giá bao nhiêu ạ? Rẻ nhất, giá trung bình ấy. Giá trung bình là tầm có 3 triệu. 3 triệu một chậu. Rồi. Chậu to hơn, đẹp hơn nhiều đủ. 5 triệu nằm trên 5 triệu. À, nó nằm một mình chỗ đấy hả chú? Vâng. Ở đây là trung bình là 3 triệu. Những gốc đẹp hơn thì sẽ có giá khoảng 5 triệu. À, cái này tăng nhiệt cho nhiệt độ hoa. Đó mình sẽ nó mạnh quá. Mai này là phải ấm hơn nở. Nói chung là cái lượng mai mà kiểu này nó không có luôn nên như thế này sợ bị đỡ. Rồi là thế này là đánh từ anh là anh từ miền Nam ra à? Bình Định ra tận đây. Nói chung là nơi làng thôn Phú Mai của Bình Định á. À. Miền Nam thì không có cái dòng mai này. Vâng. Miền Nam nó chỉ có mai chè thôi. Mai tập. Nhìn cái mai này cái nụ của nó bộ nhỉ? Rất là to, hoa rất là to. Rồi em cảm ơn nhé. Tiệm mai này thì ngay ở đầu Vincom. Sang bên kia chúng ta sẽ sang khu vực đảo. Có lan rồi có đảo á. Ông chú nhà anh đi bê cây đào về à? Có đúng không? Đúng không, chú đi bê cây đào về không? Đã bê được cành đào về rồi. Chỗ này là bùng binh của đường đại lộ San Hô. Đó, mọi người đi rất dễ hình dung thôi. Cổng chính của Vinhome Ocean Park 2. Thì khu vực này sẽ là cái bùng binh này. Đi làn bên phải này thì chúng ta có Vincom đang thi công này. Và đi vào trong thì sẽ có khu vực mà chúng ta vừa đi. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang bên trái này, chúng ta xem khu vực phố hàng Ca Chao. Hoa đẹp lung linh. Hội Xuân 2024. Bây giờ chúng ta sẽ vào khu vực đường San Hô số 01. Ở ngoài này là ngay cổng vào của Vinhome Ocean Park 2 mọi người nhé. Có cái cầu sóng lượn hình màu đỏ này. Xe thì mọi người sẽ gửi ở các tuyến phố phía trong. Đây là khu vực đào. Gốc đào rất to. Gốc bự này bao nhiêu tiền? 15 triệu. Đây những gốc to này là 15 triệu. Đào này đào thế, đào gốc. Đây là đào thế này. Cây này tán nó to thôi. Đây cây này 15 triệu, cây kia 15 triệu. Một cây tán to, một cây là gốc to. Nhưng mà nếu mà so với giá thì trong kia rẻ hơn rất nhiều đấy. Thế à? Theo cái chỗ lúc nãy. Ừ. Đấy có 3 triệu, 2 triệu rưỡi, một cây rất là đẹp. Ừ. Cây đấy nhìn nó thanh cảnh hơn không? Cây này nhìn nó sum xuê. Cái này ví dụ nhà rộng người ta rộng với sân ấy. Vâng. Chỗ này bên này nở cơ bản rồi, 15 triệu một gốc.
trong kia rất là hay. Những gốc ở trong đấy. Gốc này. Khu vực này là 3 triệu một gốc mà. Cũng hợp lý. Ba triệu một gốc đào. Bên này chúng ta có cái đào cành này. Bên này đào có vẻ nhiều nụ này. Gốc này nhiều nụ. Gốc nhìn cũng vững chãi. Còn đây là đào cành này. Đào cành về cắm thôi. Ba triệu, nói chung là những gốc đào cơ bản thì sẽ có giá khoảng 3 triệu đồng. Đó, như chúng ta nhìn thấy. Rất nhiều sự lựa chọn dành cho mọi người có thể đi một vòng để mọi người lựa chọn một cây đào đẹp nhất về ăn Tết ở đây được. Nhiều sự lựa chọn, nhiều phân khúc, nhiều giá tiền. Nhưng cơ bản, những gốc đào cơ bản thì sẽ có giá là 3 triệu. Đây, gốc bự này nhìn lạ này cũng 3 triệu. Y thoa. Mê quá. Mê không? Mê quá. Làm gốc. Vâng, hợp lý. Nhưng mà em mua thì để xe về nó rụng hết. Em nếu mua chỉ mua cái nhỏ nhỏ thôi. Một cành thôi. Không chở được. Trời ơi. Ông anh thích đào á, kiểu gì cũng bê một chậu về. Lúc nãy ông chú bê một chậu một vác một cành về rồi. Đó, đây là hương vị Việt Nam. Đấy, đang tìa xem gốc nào ngon thì bê rồi. Trung bình là 3 triệu. Chỗ này 2 triệu rưỡi à. Đây, một gốc như thế này sẽ cơ bản như thế này sẽ là 2 triệu rưỡi. Đi vào chi tiết một gốc chúng ta thấy là cái gốc nào mà cái thế nó đẹp ấy thì hoa nó sẽ ít hơn. Nó ít hoa, ít nụ hơn. Gốc nào thì bình thường mà nhiều hoa, nhiều nụ thì cái thế gốc nó sẽ xấu hơn một xíu. Đó, rất nhiều kiểu mọi người lựa chọn. Ngắm đi. Quất chậu, à quất này gọi là quất bình. 700. Một bình, đã có ông nào bê một bình thọt vào đây rồi đây. Đây là quất, quất thì ở khu vực này là quất bình nhỏ thôi. Lọ, lu. Còn đây là phố ẩm thực.
phố ẩm thực phục vụ các bạn nào hay ăn vặt. Mai chỗ này chắc đông nhỉ? Yeah. Ô mai quy hợp này, bánh tráng nướng, thịt xiên lụi, hạt dẻ. Bên này là cà phê muối, quần áo. Quán này đông đấy nhỉ? Đây là cây chào, chúng ta đã kết thúc tuyến phố đi bộ của San Hô 1. Và đây là cây chào, chúng ta sẽ đi sang Venice và quảng trường Ca Chao. Đó, rất rộng mọi người ạ, không thể đi được, mỏi hết cả chân rồi, đi phải hơn nửa tiếng rồi. Đây là quảng trường Ca Chao. Ở đây có các cái gian hàng để mọi người có thể đến vui chơi. Sâm Hàn Quốc, chuyên về đồ Hàn Quốc mọi người nhé. Các sạp hàng trải dài ở bên một bên quảng trường Ca Chao, thiên về sâm Hàn Quốc này, Berlin Povalon, nhiều thương hiệu bánh kẹo. Đây là khu vực quảng trường cầu Đông Tây, khu vực ca nhạc này. Berlin đều đi hết Berlin đâu mà? Dạ. Đây là khu vực đồ Hàn Quốc à? Phố Hàn chuyên bán đồ Hàn. Chỗ này là bán xe SM, quảng cáo của SM xanh. Giữa quảng trường có khu kéo cò, phi tiêu, ném bóng. Lạp xưởng nướng. Anh đây. Anh thịt heo. Em có gần đây cầm anh cái sạc pin mới sắp sập nguồn bắt đầu.
đi xe ra nhá. Kỹ thao. Mỏi chân không đi bộ ngược lại được. Chân có đông tây ấy, nha. Hết giờ lại đi lên cầu, lại đi xuống cầu à? Cầu Đống Tây vành đai 3.5 lên cầu không? À. Leo lên leo xuống à? Lấy nó ra đưa xả pin cái sập quần. Bên kia là Venice. Venice thì làm gì trưng bày nhỉ? Có chỗ nào? Có một ít thôi ở phía cuối. Phía cuối của nào? Cái chỗ hồi ăn coffee đi xuống. À với đầu này cũng có này. Đầu này cũng có một ít này. Rồi có một số gian dưới đấy, số gian. Okay.